Thì hôm nay mình lên phòng media của Tinh tế thấy có cái đèn này của mấy anh rất giống trong mấy cái cảnh trong phim Hồng Kông, màu sắc. Là mình sẽ hỏi anh Thảo Huy của team media để mình chụp ra cái ảnh này như thế nào. Thì đây là anh Huy của team media. Xin chào các bạn. Anh Huy ơi, em thấy mấy cái ảnh chụp hay màu sắc kiểu như trong phim Hồng Kông á, thì anh chỉ cho bọn em cách chụp được ra cái ảnh này như nào được không? Em lại cái chỗ cái đèn của anh nè. Đó, nãy em mới nói okay, cái đèn okay. Đó là em có thể chụp được rồi. Thì cái đèn này là tụi mình đặt, người ta làm sẵn, nó có màu. Mình chọn màu xanh với màu đỏ để khi mà đứng gần nó hơi có pha ra màu tím một xíu. Thì em chỉ cần thật ra đứng ngay đó thôi. Đứng ngay đó xong em selfie hình là có nhiều khi được rồi. Mình tắt cái môi trường xung quanh là chụp được. Thế có cách nào khác nữa ngoài vì cái đèn này anh phải đặt mà đúng không? Đúng rồi. Nếu em không có chủ động tạo ra cái đèn này thì em phải làm nào? Thật ra là nếu muốn chụp được cái đèn đó thì đó, giống như mình nói, thí dụ như mà em muốn cách rẻ nhất luôn, không tốn tiền gì luôn, thì em đi ra mấy cái quán cà phê, cái quán cà phê mà nó có đèn kiểu như vậy. Anh thấy giờ nhiều quán nhậu hay là quán cà phê ở quận nhất hoặc là gần đây cũng có nữa nè. Nó có sẵn đèn, mình ra đó xong mình chụp hình. Cao lắm, tốn tiền ly nước, vừa được uống nước vừa chụp hình. Đó rất là dễ rồi. Nhưng mà nếu á mà mọi người muốn chơi với đèn, chơi với ánh sáng, giống như mấy bạn nào có biết chút về ánh sáng á, về đèn, về chụp ảnh, thì mình có thể làm nhiều cách khác. Có thể mua những cái đèn này, nếu có tiền mua những cái đèn LED riêng có đủ màu luôn, là mình set theo ý muốn của mình, chụp ra cho đẹp. Có thể là chụp ở nhà hay chụp ở đâu đó, nhiều khi rinh ra đâu đó chụp cũng đẹp nữa. Ra phố, ra đường cho giống. Còn nếu mà các bạn muốn á thì có thể mua rẻ nhất á, là mua mấy cái gel màu. Gel màu à? Ừ, gel màu đây. Mấy gel màu này thì mình mua, thật ra là mình mua đại ở một shop, nó bán giá hơi cao, là khoảng một tờ, là khoảng 100.000 một tờ. Nhưng mà mình xài lâu mà có rất là nhiều màu nữa. Thì mình thích màu nào mình mua thôi, mình mua về mình che nó, che mình để nó phía trước một cái đèn nào đó, cái đèn sẵn ở nhà mình thôi. Ví dụ mình có đèn phòng ngủ hay là đèn phòng khách, đèn phòng khách đi, những cái đèn màu trắng á phủ lên thì nó sẽ ám cái màu vô cái đèn ra cái màu đó. Thế thì tiện hơn là vì có sẵn đèn thì chỉ bọc lên. Đúng rồi, mình có thể bọc lên thôi. Ok. Thì cái này nó cũng dễ. Bây giờ muốn á thì mình làm thử. Ok. Nhưng mà có một cái là ở đây thì mình có sẵn đèn rồi, mình có thể đèn studio để quay rồi mình lắp lên đèn studio quay luôn. Ok. Ok. Đây. Thì ở đây mình gắn cho cái đèn này một cái màu xanh lá. Ok. Đó, cái đèn màu xanh lá này. Để chút nó sẽ ra màu xanh lá. Rồi bên đây mình sẽ có một cái đèn màu đỏ. Thì thật ra thì thường thường á là họ hay kết hợp hai cái cặp màu nha. Cái màu mà dễ nhất mọi người thấy nhiều nhất là màu xanh dương với là màu đỏ. Hoặc là có thể là màu xanh lá với là màu tím. Hoặc là màu xanh dương mà nó hơi lợt với màu cam. Nó là rất là nhiều, thường thường là nó sẽ hay theo kiểu cặp, kiểu nóng lạnh, nó đối lập nhau để tạo cái sự tương phản trong cái hình. Rồi, bây giờ mình bật lên thử ha. Rồi thực hành đi. Ok, trước hết mình tắt cái đèn trắng này đi, mình tắt hết luôn hả. Đấy, tất cả mọi người tối lui ha. Rồi, bây giờ mình bật trước cái đèn đỏ đi. Ok, hãy bật vô anh đi. Đấy. Đầu tiên là mình sẽ có đèn đỏ. Okay. Đèn đỏ nó đang ở góc hơi 45 độ ở đây anh đi ha, nó được nửa bên đây. Đó. Thật ra nếu các bạn mà không thích chụp hai màu, chúng ta mình thích chụp với một tone màu nhất thì mình dùng một màu này cũng được. Mình có thể lợi dụng bên đây mình sẽ có một cái highlight màu rất là đậm. Còn bên đây shadow nó sẽ tối mà hơi phản phất. Màu đỏ một xíu nó cũng hay. Để đỏ này hay chứ. Ừ, đây hơi giống chụp trong mấy cái phòng thờ. Phòng thờ ở nhà của mấy nhà đó. Phòng thờ nó cũng hơi đỏ đỏ vậy nè. Đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình bật cái đèn xanh lá lên. Đó, bật xanh lá lên thì bây giờ bắt đầu. Ok. Bên nửa đây của anh nó có màu xanh lá rồi. Đó, bây giờ mình có thể chụp hình được rồi. Có một số cái, có thể là bây giờ mình đang để ra hai cái ánh sáng đèn nó rất là cân đối với nhau. Nên một nửa bên đây của anh nó đỏ, bên đây xanh lá. Nhưng mà tất nhiên là khi anh nghiêng qua một cái góc khác, ví dụ nghiêng qua đây thì nó lại có cái sự thay đổi, nhưng qua đây có sự thay đổi thì mình có thể là tùy theo góc mặt của cái mẫu mình chụp ha, mình điều khiển mẫu lẫn là mình thay đổi cái đèn, mình sẽ có ra được cái vị trí đèn đúng không? Nó sẽ ra được những cái tỷ lệ cái màu, hai cái màu này ở trên khuôn mặt của mẫu khác nhau.
để mình có cái mood riêng của mình tùy theo cái người chụp. Em có một câu hỏi là ví dụ cái đèn này mà em không có cái đèn như kiểu studio này mà em chỉ có cái đèn kiểu đèn trần nhà thứ thì nó công suất nó không đủ lớn thì thật ra cái đó cũng không có là vấn đề lắm. Nếu em không đủ thôi, nếu mà ánh đèn của mình nó không có đủ lớn á thì mình dùng máy ảnh lại, lúc đó mình chỉnh cái mức độ phơi sáng exposure nó cao lên để mình bù lại. Thì tất nhiên là sẽ có những cái gọi là đánh đổi, có thể là bị noise hay là hình nó bị tóc chậm hơi mờ. Nhưng mà chụp mà thí dụ để tóc chậm hơi mờ mờ nó cũng hay lắm á nha. Ờ đúng rồi. Nó cũng ảo ảo á. Cảm giác. Ờ đó. Ờ thôi mình thực hành đi. Ảo giác được các thứ. Bây giờ ok. Giờ xin chào mọi người, em là người mẫu có búi nghe hai. Giờ là mẫu nha. Hơi cay tí. Thì bây giờ mình có cái con máy Nikon này thì mình sẽ chụp bằng máy ảnh, còn anh Huy thì sẽ chụp bằng con điện thoại anh Huy đang dùng. Để cho các bạn thấy là chúng ta đều có thể chụp bằng bất cứ thiết bị nào vẫn được ra cái ảnh mong muốn. Chỉ là sáng đẹp với mẫu đẹp không? Đúng rồi thì đúng rồi. Người mẫu cũng quan trọng. Giờ coi thử coi một trận chiến nho nhỏ giữa okay. iPhone 11 Pro với lại và Nikon D5. Nikon D5. Rồi. Có những cái ảnh giả vừa đẹp trai thật đi, đừng có đau đứt mặt đau. Đấy, nhiều đấy chẳng hạn. Để đau đầu nhá. Rồi đúng không? Đâu xem ảnh nữa. Hey. Anh gặp trọng. Cái này giống như một phút mà. Che giấu cuộc tình. Okay. Bị anh boom được ấy. Nhưng mà cái này hơi bệt màu đúng không? Ừ. Thành một vùng luôn. Này cái góc, tại cái góc anh chọn không có hợp lý nên nó hơi nhiều nhiều đỏ. Trang kìa cũng đây. Hay ho đấy, chất lượng ảnh nó ngon hơn máy thì máy bữa có cả trăm mấy chục triệu mất mà. Hình tượng của anh hết bữa là do anh diễn chứ đâu phải đâu. Sau khi chụp thử mẫu với cả đèn gắn gel thì mình thấy một trong những cái khó khăn là mình phải điều chỉnh cái góc chụp làm sao để cái đèn nó đánh lên mặt được thể hiện rõ nhất ra cái ánh sáng. Tiếp theo là vì là cái bản chất của cái ảnh này nó giống kiểu phim Hồng Kông á, nên là cái người mẫu ấy cũng rất là quan trọng, vì nếu phải kiểu ngầu thể hiện coi nét mặt hay là quần áo gì đấy thì nó phù hợp hơn, hoặc là diễn tả kiểu deep deep chẳng hạn. Đấy cái suy nghĩ của mình. À, còn anh á thì khi anh chụp bằng điện thoại á, thì đây là cái môi trường sáng rất là phức tạp. Đối với máy thì nó sẽ khó mà đo sáng. Bình thường nó thấy tối nên nó sẽ kéo ánh sáng lên cho khung hình nó sáng. Thì mình chụp điện thoại thì mình cố gắng chụp kỹ xíu, mình dùng cái chỗ đo sáng mình dìm xuống để cho ánh sáng nó phù hợp đúng cái gì mình muốn. Rồi chụp điện thoại thì nó có một cái hay, thì như anh con 11 này á, anh có một cái lợi là anh có góc siêu rộng. Góc siêu rộng nó sẽ cũng tạo cái độ kịch tính lên nữa, tăng cái tịch kính hơn nếu mà bạn chụp dưới lên. Nói chung là mình phải kết hợp thêm cái cách mình bố cục, không phải chỉ có chui vô cái đèn chụp là ra được cái phim Hồng Kông. Đó. Và giống như nãy Trang nói là mấy bạn mẫu chụp thì cũng phải kiểu ngầu, diễn một tí, nó hợp với lại kiểu ngầu hơn. Tuy nhiên tất nhiên là bạn đẹp thì bạn cười chụp cái này cũng giống đẹp quá vậy. Hãy rồi vậy Hải, nãy giờ em ngồi em làm mẫu, em có rút ra được kinh nghiệm gì để chút thí dụ em chụp lại cho Trang thì sao không? Các bạn có biết vì sao mà hôm nay mình không chụp không? Dù đây là chụp ảnh vui lắm nhưng mình không chụp, mình làm người mẫu, đó là bởi vì mình chỉ chụp ảnh cái đen mà mình không quan tâm mấy cái này. Cho nên ok, hôm nay các bạn đã có được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như những cái niềm vui nhỏ nhỏ nơi cái video chụp ảnh màu neon màu, để các bạn có thể tận dụng được những cái nguồn sáng, những cái địa điểm có khả năng làm cho bức ảnh của bạn đen để thay avatar ha. Còn hãy đón chờ tập sau mình sẽ làm một loại ảnh trắng đen.
thì đó mình sẽ hót. Ôi ok, okay. Cảm ơn anh em. Xin chào mọi người. Chào.